các bạn đang nghe hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Người đọc Đặng Chí Hùng. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình nghe hồi ký và chuyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chương 61, quyển số 2 của hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình. Trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu và mùa thu cuối cùng. Trên đài nhéo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ loại và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh hoặc trong một ngày, trên đài báo chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại cái con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc, cộng với từng ngày nâng tổng số lên bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn nói lấp lửng, hôm nay thì bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm một số tên, vân vân, nhưng không hề tuyên bố đã nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay lúc này Việt Cộng đã có ý đồ sẽ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu Cộng sản có vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh để con số 1.261 máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về một số máy bay Mỹ hạ trên bầu trời miền Bắc rồi cười một mình. Một hôm thì Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi Hồ Chí Minh. Alo, chú Hồ đấy hả? Dạ em đây, anh cần dạy gì em? Trên đài báo chí chú mày đã hạ được 1.261 máy bay Mỹ cho anh em trong nhà, chú mày phải nói thực với ta. Đúng ra chú mày hạ được bao nhiêu cái? Thưa, anh có hỏi em phải nói thực để cùng nhau giúp những bài học kinh nghiệm, thú thực là chỉ có 514 cái thôi ạ. Một tiếng thình, Mao giận quá đập tay lên bàn. Chú mày lại bịp cả ta nữa, theo cơ quan tình báo của chỗ ta thì Bắc Việt từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay bắn được 184 cái thôi. Đến ta với chú mày là đồng chí, vừa là anh em mà chú mày còn bịp thì trên đời này còn ai mà chú mày không bịp được nữa. Sáng hôm sau mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi thì cứ là nhức đầu tiếng loa, nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là những bài diễn văn trang giang đại hải. Nhưng năm nay cũng đã im lìm làm lễ trước đó, rồi trong một cái xó xỉnh núi rừng nào đó, bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đã có ô quần ở thủ đô nữa. Chỉ những trường hợp cá biệt, một hai hai tên đi tiếp xúc với những phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay máy bay Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội hay không. Có thể người Mỹ lịch sự hay là có dơ chơi kiểu người lớn, tôn trọng văn hóa sắc tộc và nhân phẩm, dù rằng có phải vì thế mà lính chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con cứ có thể yên tâm đi cày cho khỏe nào mà hưởng ngày quốc khéo. Mãi đến gần 9 giờ cán bộ mới vào mở cho các buồng ra đổ bô. Đến lượt buồng tôi vừa mới mở cửa ra khỏi thì tôi thoáng thấy tên Dư hôm nay mặc bộ quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn úy đỏ loẹt mới toanh gắn chéo vào hai bên vé áo, mặt y cười tươi rói dưới cái mũ KP cũng màu vàng và có chiếc đai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo y và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y, một bên chỉ thấy chùm chìa khóa đang rung rung lắc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay thò ra chừng một đốt đang ngọ nguậy. Thả con người lão giống y hệt như những thân hình xếp đầy ngoài vỉa hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 54. Nhưng có lúc những người nhà đòn đội mũ đồng phục để khinh quan tài người chết. Và trong buồng tắm tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải có những tiếng cáo giả bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy, nhưng vì chúng đã hiểu chính những cái quê một cục ấy là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của một chế độ. Chúng thử hiểu những cái bộ đồ đờ lích cắt may vừa vặn, những sự ngang bướng lấy le trở thành hình thức oai phong nhưng trống rỗng tâm hồn, hoặc chỉ bán đứng bàn tán chửi đồng cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn chỉ có cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn cái phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bô trở ra, dù đã hiểu thế nhưng khi thấy Tiên Dư, người thì nhỏ bé mà lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa, khi y di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia trông nó cứng ngắc trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bờ cát bãi biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi lấy cơm, tôi lại vừa thấy hai tên Chiến và Nhiễm như những hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng Salim đi vào. Tên Chiến lên thiếu úy, tên Nhiễm cũng lên chuẩn úy, mặt tên nào cũng cười rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lon một lần nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến, những tên cán bộ chính trị cần phải mua, cần phải bơm, nhưng tên cán bộ cơ sở hạ tầng trong mọi ngành nghề của toàn quốc, tôi không được nhìn thấy các cán bộ ngành khác, cho nên tôi mới chưa dám kết luận. Ngày hôm sau, mới sáng mở mắt ra, tên Bằng đã gọi tôi đi cùng sớm. Đã khá lâu rồi, phải đến 2-3 tháng nay, không hề gọi tôi đi, chả hiểu hôm nay có chuyện gì mới.
Khi ra cổng Salim nhìn vào trại chung, tôi đã thấy có khác lạ hẳn với ngày trước. Từ mấy căn nhà cạnh Salim số 2 cho tới căn chòi có mấy mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quây cót lại thành một cái khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2m2, nhưng phía dưới chân để hở ra chừng 30 phân như cái tường cót, thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá, đa số là chân không, chả có giày có dép đi. Tôi hiểu ngay là buồng kia cạnh Salim 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quây cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống, phải quây cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và Việt nhìn thấy nhau. Tôi mải ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đen ngòm, xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục, mãi tới khi có một tiếng quát làm tôi giật mình. Không đi, nhìn cái gì? Tôi quay lại, tên Bằng đã lơ lơ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y: Ê, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực thì cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công, một anh cao lênh khênh gầy nhòng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chổi xẻ. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh đã thấy một cái thân hình trắng xanh ốm tong teo với đôi mắt trắng dã nên anh nhìn chăng. Nghĩ thế vì mấy lần trước đây khi đi gọi đi cung, ra tới sân trại chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới tuổi khoảng trên 20 chỉ trỏ tôi với nhiều tiếng cười to: Nguyễn Văn Trỗi, chúng mày ơi! Tôi cũng không hiểu tại sao đó bọn đó lại gọi tôi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ trong cổng xà lim ra, phía sau có một cán bộ áo vàng và có thể tôi có một dáng dấp trông giống giống tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này cũng chẳng làm tôi vui ra gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước thì có tức có cái chỗ giàn nho trên hành lang đi qua các cái phòng, tôi liếc vào thấy một anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi trên một chiếc ghế đầu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như thế điều này cho phép tôi hiểu dạo này một số trong ngành chấp pháp miền Bắc đã được học lớp cấp tốc Anh văn, hoặc những người đã giỏi Anh văn được huấn luyện để bổ sung vào ngành chấp pháp nhằm tăng cường hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp, những nghệ thuật không chiến mà bắn phá vân vân. Khi kẻ hỏi cung tôi là tên Đặng người Huế, kỳ này y lại đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn, tôi chưa xác định được vấn đề gì cho nên theo thói quen như mọi khi tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miền Trung giòn mà cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng: À, dạo này anh khỏe hế? Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi: Hôm nay chúng tôi nghiên cứu lại hồ sơ toàn bộ của anh, đã hơn 3 năm rồi tư tưởng của anh không có gì chuyển biến. Chỉ vì anh đã mang sẵn trong người cái dòng máu phản động, chính vì vậy anh chỉ thấy chủ nghĩa xã hội là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đẩy xe bò, không có tự do đi lại, vân vân. Anh làm sao nhìn thấy sức mạnh đang lên vươn lên phù đồng của toàn dân, một sức mạnh mà Mỹ mà tên hiếu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới cũng đang phải điên đầu ngang ngửa. Từ đây một thời gian sẽ gột rửa dòng máu phản động trong người của anh. Vậy anh hãy đọc, hãy nghe tôi đọc những cái đoạn nào trước đây anh đã khai báo nhưng chưa ký, bây giờ yêu cầu anh ký vào. Cúi đầu ngồi yên nghe y tôi nói thì tôi nhớ lại một buổi gần 3 năm trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa. Điều gì tôi đồng ý và điều gì tôi không đồng ý. Nhìn tôi toàn bộ, ngay từ cái gốc Cộng sản chỉ là một lũ chủ nghĩa bịt bợm, người ngây thơ, người lười suy nghĩ, rồi để cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ mắt đỏ, mồm xanh, răng nanh, thườn thượt, nhọn hoắt, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại cũng đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược lại hẳn ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm, mãi cho đến khi tiên Nhuận cam đoan với những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến tôi cả thì vô lý, không biện chứng. Nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy, đó là cảnh người kéo xe bò vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích Cộng sản, mà cũng có một điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì cái lời dù dỗ, hứa hay cam đoan Cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để xỉ vả tôi, càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa tôi ký, nhiều chỗ chúng cũng chẳng đọc, cứ đưa tôi ký, tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi ký và bản án tử hình bây giờ tôi cũng ký, hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã trong tay chúng rồi, những cái chuyện này cũng chỉ là hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn thì có lý bằng trời chúng cũng bắn cũng giết, vậy thì ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại, mất công, cứ xem chỗ nào cần tôi ký cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng lúc tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường đi theo Lão Bằng về Salim, khi qua sân giàn nho, Lão Bằng gặp một tên cán bộ nên y ra hiệu bảo tôi vẫn chờ, ý để y nói chuyện với tên cán bộ đó. Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời, trời mùa thu thăm thẳm trong xanh, một vài ánh mây trắng lưa thưa đây đó, có như những cái bông cúc bông huệ trắng dính vào vải xanh cánh trà.
Tôi đang mường tượng mùi huệ, mùi cúc, chợt tôi thấy nhìn mấy cái đốm trắng bé tí tí sáng chói, những cái con cò trắng bay rất cao. Đến khi tôi nhận ra thì đó là những chiếc máy bay, đúng là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị chọc tiết, nấc lên từng đợt ùng ục rồi súng và bom nổ rầm trời. Hôm nay tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp và những cái đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đây như những cái đường chỉ trắng, ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói của những chiếc pháo bông sau khi nổ trong đêm hội hoa đăng. Tôi mải mê ngửa cổ nhìn trời, bỗng tôi giật thoát người vì cái tiếng quát giật. Chui vào đây, muốn chết à? Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối om ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra vời tôi và rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong, thì ra Tiên Bằng cùng 4-5 tên áo vàng nữa. Tôi chả biết ai với ai. Tiên Bằng đang trợn mắt nhìn tôi. Tôi vừa cúi đầu vào thì y đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi đầu vào y. Ai cho phép anh đứng nhìn máy bay? Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép tôi đứng chứ ai. Nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời, thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Y chẳng biết phải nói thế nào với tôi, cuối cùng y buông thõng. Vớ vẩn. Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ nhìn thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài bom cứ rơi, đạn cứ nổ, có trong và hầm nghe những tiếng cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết đa số cán bộ hỏa lò phải chạy chui vào trong hầm. Là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi mới báo an toàn, Tiên Bằng giục tôi về Sà Lim ngay. Khi về qua sân trại chung, tôi thấy sân vắng tanh, như vậy mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buồng. Thưa với quý khán thính giả, chương 61 hồi ký thép đen đến đây là kết thúc. Xin gặp lại quý khán thính giả vào chương tiếp theo và chương trình tuần tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.